chào các con. Các con từ thành phố Hồ Chí Minh về thăm gia đình ông ngoại. Riêng bản thân ông sẽ mừng tuổi cho các con nha. Bây giờ là khi mà ông mừng tuổi các con rồi, rồi các con là muốn nói gì nói nha với ông. Bây giờ riêng Luna thì hôm nay là Luna là đã lớp 7, sang năm hè là chuẩn bị vào lớp 8, là ông mừng tuổi con nha. Rồi còn Kaka là sang năm là vào lớp 6, rồi ông cũng mừng tuổi con luôn. Đây, đó là hai chị em con của mẹ Trinh và ba Hoàng. Còn riêng Kiến Bun là sang năm vào lớp 5, nhanh quá, ông không thể tưởng tượng được các con nha. Này, rồi riêng con thì ông sẽ nói tiếp, là vừa rồi là ông theo dõi trên những cái bàn phím piano, thì ông thấy con hoàn thành tốt trong cái vấn đề đam mê âm nhạc. Đó là nối gót của gia đình mình, của dì hai nè, của mẹ và chính ông ngoại cũng vậy nha. Ông ngoại là giống như cái lò mà để mà hun đúc dì hai và mẹ của cái bụt. Không biết là cái này là mẹ con có nhiều khi có nói hay không nha. Đó rồi sau này rồi riêng Sâm Nam thì hình như là cũng có mon men cũng mon men gì đó về bàn phím âm nhạc. Thì ông chúc cho hai đứa con và cả bốn đứa đều phải có một cái nền móng về âm nhạc. Tại vì dì hai, tất nhiên là mẹ Trinh, là mẹ của Luna và Kaka, cũng đã từ cái nền móng âm nhạc. Ngay cả dì ba dì ba Thị Linh, nói chung là hai chị em là từ cái lò của ông ngoại sáu nha. Thì bây giờ các con phải tiếp bước về vấn đề học văn hóa rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì mình phải có những cái năng khiếu đó nha. Ngoài năng khiếu đó thì mình còn có những cái đam mê khác nữa. Thì thôi, ông chỉ vắn tắt nói như vậy thôi. Bây giờ ông sẽ gửi tặng cho hai đứa con và các con sẽ bước lên. Đó là Luna trước, ông sẽ lì xì, ông không có bị thơ. Ông gửi cho con mừng tuổi một tờ xanh. Dạ, con cảm ơn ông ngoại sáu. Chúc ông ngoại sáu bình an, dồi dào sức khỏe, với lại là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi, ông cảm ơn con. Rồi, Kaka. Con cảm ơn ông nữa, chúc ông mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, gặp nhiều may mắn trong năm rồng. Và hạnh phúc. Rồi, ông cảm ơn con nha. Sâm Nam trước. Rồi, ông cũng gửi cho con một tờ xanh. Năm mới con chúc ông ngoại sáu sức khỏe, hạnh phúc. Rồi, ông cảm ơn con nha. Rồi, bây giờ riêng phần của cái bùn thì nó hơi khác một tí. Đây là một cái tặng thưởng của, mặc dù không lớn lắm, nhưng mà cái đây là một cái tặng thưởng nha các con nha. Các con mừng nha, mừng cho Kiến Bụt và ông ngoại cũng mừng. Mặc dù là nếu mà ông ngoại mà có gì ông ngoại sẽ cho hết, nhưng ông ngoại có bao nhiêu đây thôi. Rồi, gửi tặng con. Dạ, cảm ơn ông ngoại sáu. Con chúc ông ngoại sáu năm mới phát tài, vui vẻ, bình an, tiền vô như nước ngọc phục tại nhà, an khang thịnh vượng, vàng bạc đầy hũ. Với lại hạnh phúc con cháu đông đúc. Ông cảm ơn các con. Rồi một lần nữa là ông chúc các con là vui Tết ở quê hương của mẹ, còn quê hương của cha thì người thì ở Phú Yên, người ở thành phố Hồ Chí Minh và ngay góc ở Nha Trang nữa, thì tất cả đều là quê hương cả. Một cái điều đáng mừng nhất là hôm nay là các con có ghé lại thăm gia đình ông ngoại và ông ngoại mừng tuổi. Chúc các con năm mới vui khỏe, an lành và sắp tới là cố gắng học tập tốt. Chúc các con cùng vui với gia đình.
Bye. Cảm ơn.